Chuyên, hôm nay ở nhà có phải bắt nạt hơi hơi rồi đúng không? À, nhìn hơi hơi rung rung là mẹ biết rồi. Ở nhà tại sao con cứ bắt nạt hơi hơi vậy hả? Nhanh ôm à, nhanh ôm hơi hơi đi. Mỗi lần con bắt nạt con biết hơi hơi về rung rung mấy ngày không? Ê đúng rồi, ôm hơi hơi để động viên hơi hơi để cho hơi không run nữa đúng không? Ừ đúng rồi. Rồi thế hôm nay làm sao mà đánh hơi hơi vậy con? Hả? Hả? Làm sao? Vì vài cái chân dê đấy hả? Hôi hôi lấy chân dê để ăn xong rồi con đánh dê hôi hả? Rồi mang đây cho mẹ, mang đây mẹ lấy cho con ăn nhanh lên. Ừ rồi mẹ biết rồi, mang chân dê đây, mang chân dê đây mẹ lấy cho con ăn nhanh lên. Cả nhà ơi đây là chân dê nhá, cả nhà nuôi bé thì nên là tập cho bé cái luyện cho cái răng từ nhỏ mình cho nó chắc khỏe cái răng nha cả nhà. 0974809436 nha cả nhà ơi.